Xin chào, mình tên là Usagi Dick. Rồi, không tỏ trong tiếng Nhật là Usagi đây, bạn đã nhớ chỗ nào? Các bạn ơi, các bạn có ấn tượng như thế nào về nước Nhật vậy? Làm việc chăm chỉ, ra cả đắt đỏ, anime, manga, hoa anh đào kỳ tuyệt vời đúng không? Đúng vậy, Nhật Bản rất đẹp. Mình nghĩ những bạn từng đi du lịch Nhật đều biết điều này. Trên đường thì không có lấy một mảnh đất. Và toilet của cửa hàng tiện lợi cũng rất là sạch đẹp. Vì người Nhật yêu thích cái đẹp mà. Nhưng kể cả ở Nhật cũng có một chỗ không được đẹp cho lắm. Đó là bò chấm miệng của người Nhật. Vậy thì hôm nay mình sẽ nói hai về chủ đề. Tại sao người Nhật này không nhìn răng? Răng kèm có dễ thương không? Tại sao răng người Nhật lại xuống? Ở Nhật, những con đường và nhà vệ sinh đều rất sạch đẹp. Mặc dù người Nhật chi rất nhiều tiền vào hàng hiệu và vào những việc liên quan đến ngoại hình, thế mà không kiểu xã lại không chỉ nhiều tiền để chăm sóc răng. Một trong những lý do khiến răng rõ là người Nhật có ý thức về răng rất thấp. Và thêm một lý do nữa là chi phí để nhìn răng của người lõ thì túi răng của từng người Nhật sẽ tốn khoảng 500.000 một triệu yên Nhật, nghĩa là khoảng 200 triệu đồng Việt Nam nhỉ. Chi phí nhân dân thì hầu hết không được giảm bao nhiêu. Vì vậy, ở Nhật dù lượng khẩu bao nhiêu thì nó thì cũng không phải là tiền có thể chỉ một cách đơn giản như vậy. Kế tiếp là răng kính nhé. Các bạn nghĩ gì về răng kính? Có vẻ nếu nhìn hàm răng như vậy thì người Mỹ sẽ thấy giống ma cả rồi và sẽ bị người Trung Quốc ghét vì nhìn nhiều lắm. Này của hồ bạn. Ồ, Việt Nam thì sao nhỉ? Ở Nhật thì khác đó. Răng kèn rất là kawaii. Vì kể cả những người trong showbiz có răng kèn mà không cần nhìn thì cũng dễ thương vô cùng. Hơn nữa, đến cả nhiều nhân vật trong anime cũng có răng kèn đó. Bạn có biết người Nhật nghĩ rằng kính dễ thương đến mức nào không? Năm 2011, nghe nói là đã từng mình đón chào lưu răng kính đáng yêu. Những idol răng kính cho nên nổi tiếng và rất nhiều người kéo nhau đến nhà sĩ để chọn răng kính đấy. Các bạn nghĩ sao về suy nghĩ này của người Nhật? Có nhiều quan điểm, cách nghĩ khác nhau. Ở cả Việt Nam, ở Nhật, đúng là thú vị nhỉ. Khi được nghe về cách suy nghĩ của nhiều người ở nhiều nước khác nhau thì quan điểm sống của bản thân cũng được mở rộng hơn. Nên mình cực kỳ thích nghe những ý kiến mới. Các bạn nhớ tìm nhau comment cho mình nhé.